Trang xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay Thanh Lan có được niềm vui trò chuyện cùng quý vị một vài phút thư giãn trong buổi cuối tuần. Nói đến cuối tuần thì Thanh Lan sực nhớ đến một bài hát mà ngày xưa Thanh Lan cũng có thâu, bắt đầu bằng câu: một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Rất là dễ thương. Đó là nhạc phẩm huyền thoại Một Chiều Mưa của Nguyễn Vũ. Ngày xưa mà ở Sài Gòn nói đến cuối tuần là nói đến niềm vui, là nói đến sự thơ thới, hân hoan, chờ đợi. Các em học sinh nhỏ như Thanh Lan hồi thời đó thì chờ đợi cuối tuần để được bố mẹ dẫn đi sở thú. Sở thú thì trong đó, hồi thời đó, nó có rất là nhiều loại chim chóc rất đẹp từ các nước đem ở đâu về, đủ thứ màu sắc hết. Thanh Lan thích lắm. Ngoài ra thì cũng có nhiều các con thú dữ như là cọp, sư tử, voi. Voi thì không dữ, voi rất dễ thương. Khi mà người ta cho voi ăn mía xong rồi á, voi biết quỳ xuống cảm ơn nữa. Thanh Lan cứ chố mắt lên mà nhìn. Đó là thời gian mà mới di cư vào Nam đó. Còn nhỏ xíu à, chưa có được đi đâu một mình, đi đâu cũng phải đi với bố mẹ. Sau này lớn lớn lên chút xíu thì Thanh Lan cũng sực nhớ tới một bài hát bắt đầu bằng: Sài Gòn thứ bảy. Thứ bảy ở Sài Gòn náo động. Thanh Lan thì cái lúc mà chưa có người yêu thì hay được các em gái chở đi bằng xe gắn máy để đi xem người ta đi bộ trên vỉa hè. Vỉa hè lúc nào cũng đông. Thì lớn lên chút xíu nữa bắt đầu đi hát. Thanh Lan cũng hát nhiều bài của anh Trần Thiện Thanh, trong đó có bài bài Ngày Đợi Mong. Thì trong bài cũng có nhắc đến: chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới. Đấy, quý vị thấy không? Tất cả những cái ngày thứ bảy đều là những cái ngày đẹp. Lứa đôi nhớ nhung nhau, đều hẹn nhau, gặp nhau ngày thứ bảy. Bởi vậy, lần này Thanh Lan bạo gan làm cái show này để cứ mỗi cuối tuần lại được trò chuyện cùng quý vị. Nếu mà quý vị có những cái chuyện gì vui vui hay hay mà muốn Thanh Lan kể lại trên cái show Thanh Lan này thì quý vị cứ email về cho Thanh Lan, là email là Catherine, là bà Thánh Catherine, C-A-T-H E-R-I-N-E. Cái đó là Thanh Lan đọc theo tiếng Tây đó, là Catherine Phạm 2005 yahoo.com. Thì Thanh Lan sẽ trích những cái đoạn nào mà lý thú để chia sẻ cùng với tất cả các quý vị khán thính giả sẽ xem Thanh Lan show trong những ngày sắp tới, trong những tuần sắp tới thì đúng hơn. Vì thật ra thì Thanh Lan cũng không có cái ý gì mà to lớn, to tát trong cái chuyện Thanh Lan show này. Chỉ muốn là cứ đến cuối tuần mình lại gặp nhau, chuyện trò với nhau, có cái chuyện gì vui vui thì kể cho nhau nghe. Vì cuộc đời đã lắm nỗi buồn rồi, mỗi lần gặp nhau Thanh Lan chỉ muốn nói đến những chuyện vui mà thôi. Thì mong rằng Thanh Lan sẽ có thể đem đến cho quý vị một chút niềm vui trong những ngày cuối tuần. Thật ra thì cũng vì có một số khán giả nói rằng ngoài những cái bài hát của Thanh Lan thì khán giả cũng thích nghe giọng Thanh Lan nói, nên là thôi thì cũng bạo gan làm Thanh Lan show để nói chuyện cùng quý vị cho vui. Tiếng chim hót đâu đây? Dễ thương quá. Thanh Lan rất thích ngồi ngoài những cái công viên gió mát, cây cối xanh rì, một tí hoa và tiếng chim hót.
Dạ vâng, thưa quý vị, không biết quý vị có thích khung cảnh thiên nhiên không, chứ Thanh Lan thì thích lắm. Bởi vậy Thanh Lan thì những lúc không đi hát đó, có cái thú vui là đi chụp ảnh những cảnh thiên nhiên thật là đẹp. Xong rồi một thời gian sau mình lại sực nghĩ rằng tại sao mình không quay hình. Quay hình thì thấy linh động hơn. Sau đó thì mình quay hình những cái cảnh đẹp. Rồi cuối cùng Thanh Lan lại nghĩ, ô, mình có nhiều cảnh đẹp quá, tại sao mình không làm video bỏ vào trong bài hát? Rồi tới khi mà làm được video bỏ trong bài hát thì Thanh Lan lại nghĩ, ô, tại sao lại không chia sẻ cùng quý vị? Do vậy mới là có cái kênh YouTube Thanh Lan TL, là Thanh Lan đó, để gửi đến quý vị tất cả những cái bài hát mà quý vị ưa thích. Thì trong năm vừa qua Thanh Lan cũng đã thực hiện được trên 40 bài, và có một số bạn có hỏi Thanh Lan là ai là đạo diễn của những bài hát đó, thì cũng xin thú thật là chính Thanh Lan là đạo diễn của những cái bài hát đó. Dĩ nhiên là nó cũng khiến cho mình phải tìm tòi suy nghĩ nhiều hơn, và vừa làm đạo diễn vừa phải lo y phục cho những cái cảnh diễn, rồi chọn đi quay hình chỗ nào, xong rồi khi mà về dựng hình thì cũng phải ngồi đó để chọn từng tấm hình xem nó hợp với câu hát nào. Tại vì nhóm chuyên viên thì không phải người Việt Nam nên nhiều khi là bài Việt Nam họ chẳng hiểu gì hết trơn. Dạ vâng, thưa quý vị, nhưng mà đó cũng là những cái giây phút mà khiến cho mình bận bịu để quên nỗi buồn. Vì trong năm 2020 thì phải nói rằng buồn nhiều hơn vui, là vì không có được gặp quý vị đó, rồi thì không được diễn đẹp, không được lên sân khấu, rồi không được hát. Giống như con chim mà nó đang bay nè, mà quý vị bảo nó đừng hót nữa, chắc nó cũng buồn lắm. Thì Thanh Lan không được hát, Thanh Lan cũng buồn lắm. Nên là cũng hy vọng rằng sắp tới trong mùa hè này sẽ lại trở lại với cái cuộc sống của người đem tiếng hát dâng cho đời. Thì Thanh Lan cũng có viết một bài hát Tiếng Hát Cho Đời, nói về cái tâm sự của một người ca sĩ. Khi mà hát lên thì nhớ về quê hương, nhớ về mẹ hiền, nhớ về em của mình. Chắc sau đây Thanh Lan sẽ để bài hát đó để tặng quý vị nha. Dạ vâng. Năm nay 2021, có lẽ là số đông trong chúng ta đều đã được trích rồi. Niềm hy vọng dâng lên, chờ đợi một năm vui vẻ, ít lo âu hơn là năm ngoái. Thanh Lan cũng vậy, mong rằng được gặp gỡ quý vị, mong rằng lại được xách vali ra phi trường, được bay đi những nơi xa xôi để chúng ta lại tay bắt mặt mừng, lại hỏi thăm nhau, lại chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm, để sau này những ngày nào Thanh Lan không đi hát, Thanh Lan sẽ lấy những tấm hình đó ra để nhìn lại, để nhớ rằng cái hình này mình chụp tại New Jersey nè, cái hình này mình chụp tại Oregon nè, thì là tất cả những nơi mà mình đã đi hát lại hiện về trong trí nhớ, và tất cả những người bạn, thậm chí có những người bạn tận bên Úc, Melbourne. Thì bây giờ Thanh Lan vẫn nhớ lại nét mặt của từng bạn, những người đã từng đến với Thanh Lan, mặc dù trong những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời, nhưng đến với tất cả niềm yêu thương, tất cả những lời và rất là dịu dàng, dễ thương, khiến cho cuộc sống của Thanh Lan lúc nào cũng đầy niềm vui. Bởi vậy cũng nhân nhân đây thì Thanh Lan xin được gửi đến tất cả
những quý vị khán giả mà Thanh Lan đã gặp trong bước đường nghệ thuật đi trình diễn khắp nơi trên thế giới. Lời thăm hỏi chân thành nhất và kính chúc tất cả quý vị lúc nào cũng được may mắn, an lành và hạnh phúc. Thanh Lan thì Thanh Lan không biết rằng cuối tuần thì quý vị thích làm gì. Ngày xưa đó, ở Sài Gòn lúc mà Thanh Lan mới lớn, có một số bạn thì cuối tuần thì thích đi bơi, có một số bạn thì thích đi ăn hàng, một số bạn thích đi cine, Thanh Lan thì thích hát. Cuối tuần là cứ gặp gỡ các bạn để mà hát, tập những cái bài dân ca Việt Nam, rồi thì những cái bài hợp ca mà khó chứ không phải dễ, ví dụ như là Con đường cách quan. Dạ. Thì từ đó đem cho mình một cái tình yêu quê hương dạt dào. Phải nói rằng âm nhạc đã thấm vào máu huyết của Thanh Lan từ rất sớm. Khi mà nhạc trồi lên, và nhất là khi mà lời những cái bài hát đó đã thấm vào lòng mình, thì mình cứ hình dung ra đất nước Việt Nam thật là đẹp, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Lúc nào cũng ước mơ là sẽ được đi thăm hết tất cả những chỗ đó. Đến đây thì chúng ta tạm ngưng trong show đầu tiên này và xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới nhé. Dạ vâng, xin kính chào quý vị ạ. Tấm lòng tôi giọng hát của tôi hiến dâng về mọi người, suốt đời tôi hạnh phúc của tôi hướng chung về mọi người. Bầu trời như xanh hơn khi tôi hát, biển rộng như xôn xao, lòng tôi muốn bé thơ luôn mỉm cười, lòng tôi nhớ ánh mắt mẹ già vui. Tôi muốn hát về một miền quê hương, dòng sông êm, và nơi đó có bao nhiêu con người dù mưa gió vẫn ước vọng đầy vơi. Và đời đẹp lắm khi tôi còn say tiếng nhạc mang thêm sức sống.
và đời đẹp lắm tiếng ca còn vang mãi miền quê hương xa vắng nắng mưa ngàn lời tôi mong tiếng ca đem đến niềm vui